những viên uống trắng da mà bình dân mọi người có thể tự mua ngoài hiệu thuốc mà bác sĩ Khoa thấy nó cũng khá là hiệu quả. Hãy cùng bác sĩ Khoa tìm hiểu nhé. Đầu tiên đấy là vitamin C, chắc chắn nói đến trắng da là chúng ta phải nói đến vitamin C. Vitamin C thì có rất là nhiều ở trong ổi này, cam này, hoặc là ở trong những cái quả mà nó mọng nước thì nó có nhiều vitamin C. Còn nếu mà đơn giản hơn thì mọi người ra hiệu thuốc, mọi người mua những cái viên C ấy, nó rơi vào hàm lượng khoảng tầm 500 tới 1000 và uống duy trì trong vòng khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng là mình sẽ thấy là da của mình nó có cải thiện. Chắc chắn rồi, những cái gì mà nó làm trắng da mà nó an toàn thì nó sẽ không kiểu nâng bật tông của mọi người lên được vài tông giống như kem trộn đâu. Nhưng nó chỉ giúp cho mọi người làm sáng da, cái đều màu da lại. Và quan trọng hơn nữa thì vitamin C ngoài cái tác dụng làm trắng da nhá, thì nó còn có cái tác dụng là chất chống oxy hóa. Nó bảo vệ được cơ thể của mình khỏi những cái bệnh mãn tính, các bệnh ung thư và tăng cái sức đề kháng. Và vitamin C nó cũng tham gia vào trong cái quá trình tổng hợp collagen và giảm cái sự đứt gãy của collagen, nên là nó bảo vệ được cái, hạn chế được cái nếp nhăn. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình hấp thu sắt, nên là nếu như mà phụ nữ chúng ta uống bổ sung vitamin C nhiều thì da rẻ nó sẽ hồng hào hơn ấy, bởi vì nó sẽ giúp cho cái quá trình bổ sung sắt nó được thuận lợi hơn. Vitamin C thì sẽ có một cái đặc điểm lưu ý như thế này nhá, là vitamin C nó có nguy cơ gây ra bị sỏi thận. Thật ra thì liều an toàn chúng ta có thể uống đâu đấy khoảng tầm từ 500 tới 1000. Nếu 1000 thì chúng ta sẽ có cái sáng da nó nhanh hơn, nhưng mà cái liều mà bác sĩ Hoa ưa thích nhất ấy là tầm khoảng 500, mà mọi người uống dưới dạng viên sủi nó sẽ hấp thu tốt hơn và tránh cái nguy cơ bị sỏi. Mọi người chỉ nên uống vào buổi sáng và buổi trưa thôi, uống với nhiều nước và hạn chế uống vào buổi tối. Những ai có tiền sử bị sỏi thận rồi thì chúng ta không nên áp dụng cái phương pháp này. Và vitamin C nó có một cái đặc điểm là nó, cái thành phần của nó là axit ascorbic ấy, thì nó rất dễ oxy hóa. Nên những cái viên C mà mọi người mua về mà thỉnh thoảng ở trong cái viên C nó có những cái lấm chấm mà nó chuyển sang cái màu hơi nâu nâu rồi, bên cạnh những cái màu vàng điển hình ấy, thì đấy là những cái viên C nó đã bị giảm chất lượng rồi. Mọi người chọn những cái loại nào nó không, nó phải vàng đều chứ nó không có cái lấm chấm đấy. Có một cái thí nghiệm rất là thú vị là chúng ta lấy cái dung dịch betadine xong rồi chúng ta nghiền những cái viên C đấy, chúng ta đổ vào thì nó sẽ làm mất màu của betadine. Cái bản chất nó là một chất chống oxy hóa mà, nên là khi mà cho vào thì nó sẽ làm mất màu được cái betadine đấy, thì hàm lượng nó đủ để cho chúng ta sử dụng. Cái loại hợp chất thứ hai đấy là cái lecithin. Lecithin là nó được chiết xuất ra từ cái nhung hiêu và giá thành của nó thì cũng khá là rẻ. Mọi người có thể ra hiệu thuốc mọi người mua, cái giá thành nó loanh quanh khoảng tầm hơn 100 đến một tầm 100 là mọi người có thể dùng được trong vòng khoảng 1 tháng. Cái lecithin này nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, thì nó sẽ bảo vệ được cơ thể của chúng ta ngoài khỏi những cái gốc tự do và nó làm trắng da. Thường thì những cái thành phần mà kết hợp cho cái tác dụng trắng da nó nhanh hơn thì chúng ta sẽ kết hợp cả vitamin C và lecithin thì nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ ba là cái glutathione. Glutathione thì chắc chắn đây là cái hợp chất yêu thích nhất của các bác sĩ nếu mà muốn kê cho bệnh nhân kiểu là trắng da hay làm giảm sạm nám hoặc là chống nắng luôn ấy. Thì nhưng mà cái nguyên liệu để tổng hợp nên glutathione nó khá là đắt, nên những cái giá thành của viên glutathione nó đa phần nó sẽ hơi nhỉnh hơn. Nên là tùy theo cái điều kiện kinh tế thì mọi người có thể chọn cho mình làm sao mà nó theo được lâu dài. Người ta thấy rằng là kết hợp cả ba thành phần lecithin, vitamin C và cái glutathione ấy, nó sẽ mang lại cái hiệu quả trắng da nhiều nhất, nhanh nhất. Và cái quan trọng nhất là mọi người, cái này thì khá là không nhiều người nói với mọi người ạ, là cái những cái này nó sẽ làm cho mọi người trắng da trong cái quá trình mọi người uống thôi, còn dừng lại là nó lại về đấy nhá. Nên là nếu là đã xác định uống để làm trắng da là sẽ phải uống lâu dài và kiên trì, nên chúng ta phải chọn cái nào cho nó phù hợp với kinh tế, xác định là chúng ta theo được nó lâu dài thì chúng ta mới nên dùng, chứ không uống thấy ví dụ như các bạn bỏ ra tiền khoảng 1 triệu hơn 1 triệu uống glutathione để sau 1 tháng hoặc 2 tháng nó nâng lên được vài tông xong ngừng nó lại về như cũ thì bác sĩ Hoa thấy nó không đáng. Ngoài ra thì mọi người có thể bổ sung thêm vitamin E. Vitamin E thì thật ra để mà nói là trắng da thì nó không có nhiều, nhưng mà vitamin E thì nó là một cái để điều hòa được kinh nguyệt và ổn định được cái nội tiết tố của mọi người. Khi mà nội tiết tố của chúng ta ổn định, da rẻ của chúng ta nó sẽ hồng hào và nó có những cái độ phản sáng nhất định, bởi vì cái estrogen nó tham gia về quá trình tổng hợp collagen và tổng hợp cái sắc tố, nó làm hạn chế được cái sản sinh cái melanin ở dưới da của chúng ta. Nên là mọi người có thể uống E thì mọi người uống 1 tháng 2 tháng nó sẽ không thấy gì, nhưng mà những cái vitamin E mà mọi người có những cái bệnh nhân hoặc là những người quen của bác sĩ Hoa mà uống E trong vòng nhiều năm ấy, thì bác sĩ Hoa thấy nó rõ ràng có sự khác biệt, da của họ ẩm hơn, mịn hơn và họ trẻ khá là lâu. Nên là mọi người có thể áp dụng những cái mà bác sĩ Hoa vừa chia sẻ để nếu như mà muốn da của chúng ta sáng khỏe hơn, và đây là sáng khỏe một cách an toàn mọi người nhé.